Sau sinh tình trạng rụng tóc rất là phổ biến ở các chị em phụ nữ, có đến 90% các chị em phụ nữ sau sinh bị rụng tóc. 7 mẹo dành cho tất cả các chị em phụ nữ sau sinh nếu như không muốn rụng tóc nữa. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thị Trang Thanh Mộc Hương Official. Từ thời con gái ai cũng phải ngưỡng mộ tôi bởi vì tôi có một mái tóc rất là dày, rất là đen. Đi đến tiệm tóc nào ai cũng bảo: "Ồ, em đi duỗi tóc à? Tóc của em sao mà đen mượt thế, dày thế?" Trời ơi, ai cũng ngưỡng mộ tôi hết. Mà lúc đấy tôi cảm thấy rất là sung sướng và rất là tự hào vì mình có một mái tóc rất là đẹp luôn. Nhưng sau sinh, khoảng 3 tháng sau sinh thì tôi gặp phải tình trạng rụng tóc rất là nặng nề. Mỗi lần chải tóc là ra cả một mớ tóc khiến tôi bị stress. Tôi đã cải thiện tình trạng này với những mẹo rất là đơn giản, ai ai cũng có thể làm được. Và sau đây là 7 mẹo dành cho tất cả các chị em phụ nữ sau sinh bị rụng tóc, giúp cho tóc của các chị em bóng, mượt, khỏe, đẹp, không còn tình trạng rụng tóc nữa. Rụng tóc hầu như gặp ở các chị em phụ nữ sau sinh, lên đến 90%. Tóc trở nên yếu hơn, khô, gãy, rụng, trẻ ngọn. Và nó kéo dài từ 5 đến 6 tháng sau khi sinh con. Có người thì sớm hơn, có người thì muộn hơn. Do các mẹ bị rối loạn hormone, estrogen bị giảm mạnh để thuận lợi cho quá trình tạo sữa. Tâm trạng căng thẳng, lo âu về gia đình, về chăm sóc con nhỏ, về thức khuya cũng khiến cho mái tóc của các chị em phụ nữ sau sinh gặp phải tình trạng rụng tóc, tóc bạc sớm. Nhiều khi chăm con rất là vất vả và không có thời gian để chăm chút cho những bữa ăn của mình nó được đầy đủ hơn và ăn rất là đạm bạc, dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng, khiến cho những cái chất dinh dưỡng không được nuôi lên những cái bầu tóc, làm cho tóc rất là yếu và gãy rụng. Chắc hẳn các mẹ không khỏi xót xa khi từng nắm tóc của mình bị rụng rất nhiều và mong muốn thoát khỏi cái tình trạng này. Bản thân tôi cũng không là ngoại lệ. Khi mà bản thân tôi đã sử dụng rất là nhiều loại dầu gội rất là đắt tiền, có thể là tôi mua từ nước ngoài về luôn, nhưng cũng không cải thiện. Và tôi đã thử với những 7 mẹo sau đây. Nó đã giúp cho tôi có một mái tóc rất là chắc khỏe và sau đây tôi rất là muốn chia sẻ với tất cả các chị em. Bổ sung axit béo. Các loại axit béo ví dụ như là omega 3, omega 6, omega 9 là rất cần thiết để giúp cho một mái tóc chắc khỏe. Các bạn hãy ăn nhiều các loại cá béo như cá hồi này và ăn các loại quả hạt, quả hạch. Ủ tóc bằng lòng trắng trứng. Một lòng trắng trứng trộn với 2 thìa dầu ô liu, sau đó massage trên da đầu và ủ trong vòng 30 phút, xả sạch lại với nước lạnh. Tránh xả sạch với nước nóng, nó sẽ làm chín trứng ở trên da đầu các bạn nhé. Massage da đầu sẽ giúp làm thông thoáng nang tóc, giúp cho mái tóc của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn, giúp tóc dày hơn, đen hơn, suôn mượt hơn. Các bạn có thể massage da đầu với dầu ô liu hoặc là dầu dừa. Bổ sung vitamin. Hiệp hội mang thai tại Mỹ đã chỉ ra rằng phụ nữ sau sinh cần phải bổ sung vitamin A, vitamin C, vitamin B, kẽm, biotin. Vậy thì các bạn hãy bổ sung rau củ quả, các loại đậu, các loại sữa, các loại quả hạt cây để giúp cho giảm cái tình trạng rụng tóc. Bổ sung protein. Nếu như người nào mà ăn chay á thì các bạn hãy bổ sung đậu và các loại rau, bởi vì tóc được cấu thành từ những protein. Tránh tác động mạnh đến tóc. Hãy chải tóc với lược răng thưa, không nên chải tóc ngay sau khi gội đầu. Tránh tác động từ máy sấy, máy ép, máy uốn, máy duỗi sẽ làm hư tổn tóc. Không nên buộc tóc quá chặt. Không nên sử dụng keo xịt tóc. Thay đổi dầu gội đầu. Tránh sử dụng những loại dầu công nghiệp chứa chất hoạt động bề mặt. Sodium lauryl sulfate là một chất tạo bọt khiến cho da đầu bị bào mòn, mất đi lớp màng bảo vệ da đầu và nang tóc, khiến cho tóc gãy, rụng, khô, sơ, trẻ ngọn. Dầu gội từ thiên nhiên mà tôi muốn review đến cho các bạn đó là dầu gội đầu thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương. Nó phù hợp với tất cả mọi thành viên trong gia đình, kể cả em bé sơ sinh chúng ta cũng có thể sử dụng được. Nó được làm từ những quả bồ kết, bồ hòn, hương nhu, vỏ bưởi, dịch chiết chanh, lá mây, rất rất nhiều những thành phần thảo dược quý hiếm khác mà ông bà ngày xưa chúng ta vẫn hay sử dụng để nấu nước để gội đầu. Nhưng mà thời buổi này không phải ai cũng có thời gian. Chính vì vậy, lựa chọn một chai dầu gội mà nó tích tụ lại những tinh túy nhất từ thiên nhiên thì đó là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Hiện tại thì tôi có một mái tóc rất là dày, rất là khỏe, không còn tình trạng gãy rụng nữa và tóc mọc ra rất là nhanh luôn. Một tháng tôi phải cắt tóc một lần bởi vì tóc ngắn là một gu tóc của tôi. Và tôi rất mong muốn tất cả các bạn hãy sử dụng, lựa chọn những sản phẩm từ thiên nhiên là sản phẩm dầu gội đầu thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương này để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn. Nếu như các bạn muốn đặt hàng, các bạn hãy nhắn tin vào fanpage của tôi là Hoàng Thị Trang Thanh Mộc Hương hoặc vào Facebook của tôi Hoàng Thị Trang. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy đăng ký ngay hôm nay để tiếp tục nhận những video ngày hôm sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.